kỳ ha, năm 2022 rồi, người người nhà nhà đã dùng tới iPhone 13 và 14 luôn rồi. Vậy mà mình lại đi viết một cái bài với một cái tiêu đề đó là iPhone 8, chiếc điện thoại thích nhất trong năm 2021 của mình. Lưu ý bài này không phải là review về điện thoại, mà mình chỉ đang nói lên cái cảm nhận của mình trong một năm vừa qua khi mà mình nhìn lại vừa thôi, năm 2021. Có phải chúng ta đều đang rất phung phí tiền vào những thứ không đồng? Mình có hai chiếc điện thoại, một chiếc là iPhone 11 và một chiếc là iPhone 8. iPhone 11 mình mua từ cái hồi mới ra, và iPhone 8 thì mình mua từ giữa năm 2021. Từ đó thì iPhone 8 lại là chiếc máy chính thức của mình. Nguyên nhân á, mà mình bắt đầu mua chiếc iPhone 8 này cũng chỉ vì cái 11 nó quá to so với mình thôi. Thực ra là sau một thời gian sử dụng mình mới bắt đầu mình nhận ra cái điều này. Ban đầu mình xuống tiền mình mua nó cũng chỉ vì nó đẹp nè, nó được anh em review nhiều cho nên là không suy nghĩ một cái gì cả, nên là mình xuống tiền ngay. Để khắc phục cái điều đó thì mình mua một chiếc máy nhỏ gọn hơn mà vẫn đáp ứng được hầu hết tất cả những cái công việc của mình. Hãy nhìn vào cái bảng phía bên dưới đi nha. Đây là các công việc mà mình thường phải dùng đến cái điện thoại. Nhìn vào cái bảng này, bạn sẽ bắt đầu bạn thắc mắc rằng với mình một điều rằng là cũng đâu có thiếu cái gì đâu, đúng không nào? Ngoài cái việc mà mình không chơi game, vậy thì từ khi mà mình chuyển từ con iPhone 11 qua iPhone 8, mình đã bắt đầu mình cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm hơn hẳn luôn đó bạn. Mình bắt đầu phân tích một chút xíu nha. Đầu tiên là cái việc mà nghe gọi, cái chức năng này thì thực ra là nó quá là cơ bản rồi. Thể dục thì bạn cứ thử nghĩ như thế này, bạn cầm một chiếc 11 hay 12 Pro hay là Pro Max gì gì đó, bạn để ở trong túi quần hay là túi bao tử sẽ rất là khó chịu khi mà bạn chạy bộ, bạn đi tập gym hay là bạn đi bơi, bởi vì nó khá là nặng lại còn khá là to. Cứ cho là bạn sẽ để nó qua một bên, nhưng mà cái sự không an tâm bắt đầu nó nổi dần lên là bạn phải để ý, rồi bạn phải trông nó, rồi bạn phải sợ mất, rồi vân vân mây mây. Mình là dân kinh doanh nên cần dùng đến internet banking một cách rất là thường xuyên. Trời ơi, nó tiện thực sự luôn đó bạn. Khi mà mình không phải bỏ cái khẩu trang ra vì mình đã có vân tay rồi. Hồi trước khi mà đi cà phê á, có mấy người bạn của mình quả quyết với mình như thế này nè: mày là dân kinh doanh, mày là dân sale thì mày phải đầu tư vào ngoại hình, điện thoại xịn và vân vân này kia. Nhưng mà thực ra mình nói thật với bạn nha, nếu mà bạn có cái suy nghĩ đó thì bạn luôn bỏ cái suy nghĩ đi. Chỉ cần bạn tươm tất, bạn gọn gàng, bạn ăn nói có duyên và bạn mang lại cái giá trị cho đối tác, chứ họ không ký hợp đồng với bạn chỉ vì một chiếc điện thoại này đâu bạn ạ. Tiếp theo nữa là nghe sách rồi chụp hình rồi check mail. Mình không phải là dân chuyên chụp mà là một cái người dùng rất rất là phổ thông. Mình đơn giản chỉ là mình cầm điện thoại lên mình chụp và mình cần một cái nước ảnh đáp ứng đủ nhìn rõ nét và đủ dùng, loa thì đủ nghe to và rõ, màn hình thì không bị rỗ mà cũng không quá nhỏ, thì dư sức cho một chiếc điện thoại từ mấy năm trước mà vẫn có thể đáp ứng được, đúng không nào? Còn lại các cái việc khác thì mình vẫn cảm thấy nó đủ dư sức để xử lý được cho mình. Về pin thì đúng là công nhận nó yếu thật, trong một ngày không đủ đâu. Nhưng mà thật ra thì mình lại không đi vùng sâu vùng xa, cắm sạc liên tục này, nên thành ra nó cũng không phải là vấn đề với mình. Những cái câu hỏi đầu tiên mà mình bắt đầu đặt ra khi mà mình nhận thấy được, khi mà mình bắt đầu mình sử dụng chiếc điện thoại này, chiếc điện thoại iPhone 8 này là gì? Thứ nhất, câu hỏi đầu tiên, mặc dù nó mạnh hơn, tức là iPhone 11 mạnh hơn, to hơn, đẹp hơn, pin châu hơn, nhưng iPhone 8 vẫn xử lý được hầu hết tất cả những công việc thường nhật của một người dùng phổ thông như mình. Vậy thì lý do tại sao mình lại phải chọn nó? Câu trả lời đó là nhẹ, gọn, dễ dùng. Một chiếc điện thoại 4-5 tuổi rồi bạn, đã được dùng sản xuất đâu đó khoảng tầm độ gần 2 năm. Có lẽ đến nay ngoại trừ cái việc mà không có đủ tài chính để mà nâng cấp lên một cái mẫu mới thì chắc là chả ai lại đi hạ cấp như mình như thế này. Bạn có biết không, kể từ khi chuyển về iPhone 8, cái cảm giác của mình nó nhẹ nhõm hẳn luôn á. Không còn cái cảm giác sự tồn tại của một chiếc điện thoại ở trong túi của mình nữa. Tức là không phải lúc nào mình cũng để ý rằng là có một cái thứ giày cộm ở trong túi quần, túi áo của mình nữa. Tức là giày cộm như thế này. Cũng chính vì cái sự nhỏ gọn này nó đã bớt giúp mình phụ thuộc hoàn toàn vào một chiếc điện thoại như trước kia nhiều hơn nữa. Mình chỉ cầm đến nó khi mà mình thực sự cần thiết mà thôi. Chiếc iPhone 11 nó quá là to, thêm một cái ốp nữa thì nó bự. Nó chẳng ảnh một cái cục thù lù ngay đó, khó cưỡng lắm bạn. Để ngay đó lại cầm lên thôi. Thứ hai, câu hỏi số 2 là tại sao người dùng vẫn đua nhau nâng cấp trong khi một chiếc điện thoại tới 4-5 tuổi rồi nó vẫn có thể dư sức đáp ứng được nhu cầu. Có khi 5-6 tuổi, 6-5 tuổi nó vẫn dư sức đáp ứng được nhu cầu cho bạn cơ mà. Mình đã bắt đầu băn khoăn cái câu hỏi này và mình thử làm vài cái khảo sát với vài người bạn bè của mình, vài người thân và một số các group rồi một số các diễn đàn. Thì đây là những cái câu trả lời phổ biến nhất, có lẽ là bạn sẽ hơi bị ngạc nhiên đó. Vì nó to, vì nó đẹp, vì nó thời thượng. Hay là không muốn người khác nhìn vào đánh giá là mình nghèo, mình lạc hậu, hay mình không xu hướng, hay là vì camera đẹp, hay là vì pin châu, hay là vì tai thỏ, hay là vì fan là fan của Apple cho nên phải trải nghiệm, hay là vì muốn trải nghiệm một cái công nghệ mới, hoặc là vì là sếp cho nên là phải giàu ở trong mắt đội nhân viên. Hay
Nhưng một cái chữ nhưng rất là to đùng luôn đó các bạn. Đó là ít ai trả lời rằng, rất rất ít ai trả lời rằng mua vì một cái tính năng nào đó để mà làm việc. Có vẻ như chúng ta đang bị cuốn rất rất nhiều vào vẻ bề ngoài, đúng không ạ? Nhiều đến cái nỗi mà coi đó là cái điều hết sức hiển nhiên. Sợ rằng khi ai đó nhìn vào mình, nhìn vào bản thân của mình lại đánh giá rằng là mình lạc hậu, mình nghèo, mình thế này thế kia. Nên cứ phải lúc nào cũng phải sang nhất, mới nhất, rồi mạnh nhất, trong khi có khi còn chưa có tiền trong túi nữa cơ. Thứ ba, đó là có đáng để mà đánh đổi bởi cái vẻ bề ngoài với một cái chất lượng công việc thực sự hay là không. Trong tâm lý học chỉ ra một cái điều như thế này: khi mà con người sở hữu được một cái món đồ mà họ mong ước, cái cảm giác vui thích chỉ tồn tại trong một cái thời gian rất là ngắn mà thôi, chứ không phải là mãi mãi. Nhưng mà kể cả ở trong cái lúc đó đi chăng nữa thì họ vẫn phải sống và làm việc y xì như trước kia, không khác đi là mấy. Bạn có bao giờ bạn để ý một cái điều như thế này nha? Đó là có ai đó họ sẽ sử dụng điện thoại xịn nhất, máy tính mạnh nhất, nhưng lại không rành về cách sử dụng nó hay là không? Có chứ, đúng không? Rất rất nhiều là đằng khác. Vậy rằng chúng ta có thực sự cần một chiếc điện thoại mới nhất để đổi lại một cái khoảng thời gian hạnh phúc phù phiếm đó hay không? Rồi, kết lại nè, mình không có ý chỉ trích hay là chê bai bất kỳ ai cả. Tiền của bạn thì bạn sẽ biết bạn phải dùng như thế nào. Ngoài việc mà bạn thực sự bạn mua vì công việc, thực sự mà mua vì cái này cái kia thì mình không bàn tới. Nhưng nếu chiếc điện thoại cũ của bạn còn dùng được thì cớ chi, lý do gì phải đổi cho kỳ được, trong khi mọi thứ chẳng khác gì cái mà bạn đang cầm ở trên tay là mấy, ngoại trừ một chút xíu nào ngoại hình, ngoại trừ một chút xíu về nâng cấp pin, rồi ngoại trừ một chút xíu về camera chẳng hạn, thế hay vân vân, một số vấn đề khác. Câu trả lời là ở bạn thôi, bạn đã mất bao nhiêu tiền chỉ cho một cái nâng cấp rất rất nhỏ của nhà sản xuất. Bạn nghĩ rằng cái quyết định mua của bạn là sáng suốt và lý trí, đúng không? Nhưng thực ra bạn có biết không, các bậc thầy về marketing và sale họ đã tận dụng cái chuyện mà tâm lý học này nè trong cảm xúc của con người và vào trong bán hàng và lên chính cái đầu óc của bạn hay là không? Ngoại trừ cái cảm giác khó chịu khi mà bị lỗi thời hay là sợ bị người khác nghĩ rằng là mình nghèo, ngoài ra còn cái gì nữa hay không, đúng không nào? Ok, bài ngày hôm nay tới đây thôi, video ngày hôm nay tới đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.